Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảo hiểm mới.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-553-0322. Kính thưa quý vị, chắc là thời gian gần đây quý vị thấy rất nhiều viên chức của nội các, của viên chức của chính phủ sử dụng gọi là công xa, ngay cả phi cơ chuyên chở công xa. Nhưng mà đi vào việc riêng thì cái chuyện này gây ra ầm ĩ với là ông Mnuchin. Cái điều này nó diễn biến như thế nào ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, đầu tiên đó, người ta nói tới chuyện đó là ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố đã hỏi bên phía Tòa Bạch Ốc rằng ông có thể mượn chiếc máy bay riêng của chính phủ để có thể hưởng tuần trăng mật vào mùa hè sắp tới hay không. Nhưng rồi sau đó ông lại coi như là rút lại lời đề nghị đó. Nhưng mà tuy nhiên thì truyền thông cũng đã có những cái nguồn tin tức này và họ đưa ra lên truyền thông và để cho mọi người tự nhận xét, thưa anh. Nhưng mà thưa anh Tuấn, là không nhẹ ông Bộ trưởng Ngân khố, ông không hiểu rằng là vấn đề đó là của quốc gia, của vấn đề tiền bạc, cái ngân sách của người, thuế của người dân. Nhưng mà bên cạnh đó, ông là một trong những người rất là quan trọng nắm về vấn đề tài chính của quốc gia, thì ông phải được bảo vệ an toàn chứ, nhớ đi những chiếc máy bay ấy thì nó không có an ninh cho ông thì sao? Nhưng mà thường những cái công việc mà mượn máy bay hoặc là mượn những cái thiết bị của bên phía chính phủ phải làm việc cho cái mục đích của cho quốc gia. Vâng. Chứ còn nếu như việc riêng, ví dụ như bây giờ em ở trong đài mà em mượn những máy quay để em đi quay những cái tuần trăng mật riêng của em thì đâu có được. Ồ, cái đó thì không được. Nhưng mà đó, anh đi quay và tôi cái này vấn đề an ninh. Dạ. Ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố không thể nào đi một chiếc máy bay chung với những người khác, vấn đề an ninh của ông sao? Dạ. Nhưng mà trong quá khứ thì ông này có đi đến Louisville của Kentucky gặp ông thượng nghị sĩ John McConnell, và trong lúc đó bà vợ của ông thì có thể nói rằng là wow, cô này hình như là một người mẫu, phải không? Dạ vâng, người mẫu. Trong quá khứ đó thưa anh, thì thực sự ra đã có nhiều những cái sự kiện này xảy ra về chuyện mà các cấp lãnh đạo đã tự ý mượn sử dụng những cái phương tiện của bên phía chính phủ để mà coi như là sử dụng công việc riêng. Ví dụ như anh, nếu anh còn nhớ thì ông cựu giám đốc của FBI từ những thời mà ông cựu tổng thống Ronald Reagan đó, cũng đã phải bị từ chức sau khi mà cố tình mượn những chiếc máy bay trực thăng riêng của bên phía FBI để mà chỉ đi về nhà và lấy cái bóp tiền bị quên trong lúc đi làm công tác mà thôi. Wow, lâu lâu thôi phải cho người ta đi đỡ một cái chứ không nhẹ. Yeah. Đi taxi kẹt xe quá chừng chừng. Kính thưa quý vị, trở lại vấn đề bà Hillary Clinton. Chắc 8 tháng qua chúng ta đã ít nói đến bà Hillary Clinton. Những ngày hôm qua thì bà Hillary Clinton đã cho ra mắt một cuốn sách và bà đã nói về tất cả những gì. Thứ nhất là bà welcome coming back, bà chào đón tất cả những người đã ủng hộ bà trở lại trong cuộc gặp gỡ nào. Lẽ nhiên là cuộc tranh cử đã chấm dứt. Bà Hillary Clinton đã nói về một phần nào để nói về những cái quyển sách mới của bà, và ông bà đã giải nghĩa what happened. Vậy thì happen, chuyện gì đã xảy ra với bà Hillary Clinton à? Một trong những chuyện xảy ra là cho tới tận bây giờ bà vẫn không thể nào tin vào mắt mình về cái sự thua cuộc trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2016 vừa qua, thưa quý vị. Người ta vẫn nhìn thấy từ trên cái ánh mắt của bà một cái nét đẫm buồn, và cũng giống như là một lần nữa bà cũng nói rằng những cái sự kiện mà ông James Comey, một lần nữa bà xác định những gì mà bên phía FBI đưa ra về cuộc điều tra về những cái tin nhắn email trong máy chủ đó là một phần gây ra cái sự thua cuộc của bà trong cuộc bầu cử vừa qua. Kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên bà Hillary Clinton phải trách bà trước tiên. Lẽ dĩ nhiên bà có thể trách ông Jim Comey đã đưa ra những cái tin tức giờ chót. Và có một điều bà vẫn cay cú là với tất cả những viên chức của Liên bang Nga đã có gắn liền với cái cuộc tranh cử của bà, và đó là một trong những cái nguyên nhân chính thất bại của bà. Bà nói như vậy. Tuy nhiên nếu như mà theo thông thường thì bà, tôi nghĩ rằng bà đến cái tuổi này bà cũng hạnh diện.
là vì sao cái con số phổ thông đầu phiếu ông bà vẫn thắng được ông Donald Trump? Lẽ dĩ nhiên không nhẽ chồng làm, rồi đến vợ làm thượng nghị sĩ, rồi làm bộ trưởng ngoại giao, rồi lên làm tổng thống nữa, thì không nhẽ bao nhiêu dồn hết cho bà sao? Vì chúng ta phải chờ đợi, nhưng mà ít nhất là bà đã nói lên những cái điều mà bà có lẽ không mấy hài lòng, phải không? Cũng theo bản khảo sát sau khi mà buổi phỏng vấn này được đưa ra đó, thì 60% những người được hỏi thì cho rằng bà Hillary Clinton đã đến lúc coi như là bà phải về hưu rồi. Có nghĩa là họ không còn chấp nhận hình ảnh của bà nếu như mà trong tương lai bà có ra tranh cử nữa hay không? Anh Tuấn nghĩ rằng bà vẫn nói chúng tôi phải sửa đổi tất cả những cái sửa sai để làm cho một cái công việc mới. Công việc mới có nghĩa là năm 2020 liệu lúc đó Hillary Clinton 70 mấy tuổi có thể ra tranh cử hay nữa không? Quý vị có câu trả lời cho riêng của quý vị. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng nói một phần về bà Susan Rice. Bà Susan Rice là một trong những người đảm nhiệm chức vụ cố vấn an ninh của Tổng thống Donald Obama trong một cái thời gian có thể nói rất là nổi tiếng. Nhưng bà Susan Rice đã có thể nói bị Tổng thống Donald Trump đả kích một phần nào về những cái sự việc mà bà liên quan đến vấn đề để ý đến một ông hoàng tử của quốc gia Ả Rập Thống Nhất đến. Tại sao lại có những cái sự việc như vậy? Và theo cũng như câu trả lời của bà đó, thì bà cho rằng trong lúc mà coi như quá trình tranh cử của Ủy ban tranh cử của ông Tổng thống Donald Trump, các quan chức và làm việc dưới thời đó đó, thì họ sử dụng đó là con bài đường liên lạc qua các hoàng tử của các quốc gia Ả Rập Thống Nhất để rồi liên lạc với Nga. Đi một cái đường vòng như vậy. Và bà nói là bà sẽ muốn lột trần về tất cả những cái sự thực đằng sau cái cánh cửa của Ủy ban tranh cử của ông Tổng thống. Bây giờ phải lại thêm một chuyện lôi thôi đến Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump khi bà Susan Rice đã đưa ra những cái tin tức có một ông hoàng quốc gia khối Ả Rập Thống Nhất đến New York. Nhưng thông thường thì tất cả các quan chức đều có tên trong danh sách đến với Ủy ban an ninh cũng giống như là Bộ Ngoại giao. Nhưng ông này thì lại không để tên trong danh sách đó, và ông ta là cái người đã tổ chức cái buổi gặp ngặt của ông Michael Flynn, tướng hồi hưu, và Jay Kushner cũng giống như tất cả những thành viên ở trong ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump với các cả viên chức của Nga. Đó là một trong những sự kiện mà chúng ta chờ xem trong tương lai kết quả sẽ như thế nào. Trong lúc đó thì chúng ta phải nói đến một trong những nhân vật chủ chốt của Bộ Chính trị Trung Quốc, kính thưa quý vị, đó là ông Dương Khiết Trì. Chắc quý vị biết ông Dương Khiết Trì từng là đại sứ của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Và hôm qua thì chúng ta đã nói đến một trong những cái sự kiện mà ông Dương Khiết Trì đã có một cái buổi gặp gỡ với Jay Kushner ở tại Hoa Kỳ này, thưa anh Tuấn. Có thể nói rằng là... Và tin tức cũng cho biết rằng hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và hứa làm việc để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Tổng thống Donald Trump ở ngay tại Trung Quốc vào tháng 11 sắp tới. Chuyến thăm này đã được lên lịch từ những ngày đầu năm, từ lúc mà ông Tập Cận Bình đã qua bên Mỹ và có cuộc gặp gỡ đối với bên phía ông Tổng thống Donald Trump. Ông Dương Khiết Trì đó kêu gọi rằng hai nước hãy liên lạc chặt chẽ hơn, hãy nắm lấy tay nhau khi mà có những cái tin tức cho rằng có nhiều người muốn hủy chuyến thăm giữa ông Tổng thống Trump và đối với lại bên chính phủ Trung Quốc. Nhưng mà Kushner với Ivanka đã có trong lịch trình là tháng này họ đi thăm Trung Quốc, nhưng mà giờ chót không hiểu vì cái chuyện gì Ivanka và Kushner đã hủy bỏ cái chuyến đi này. Và trong tháng 11 tới đây, sau khi ghé lại Việt Nam qua dự tham dự hội nghị APEC, Tổng thống Donald Trump trong lịch trình sẽ có một cuộc viếng thăm Trung Quốc. Có thể nói ông là một trong những vị tổng thống đầu tiên vào năm đầu tiên của ông đi thăm Trung Quốc và Việt Nam nha anh Tuấn. Dạ vâng. Và cũng trong một bài xã luận được đưa ra ở trên tờ The Guardian vào ngày hôm qua đó, những lời theo bài phát biểu của ông cựu chánh tham mưu trưởng ông Steve Bannon. Ông Steve Bannon đã có một bài xã luận rất là hay. Ông nói hiện tại bây giờ những gì chúng ta đang thấy là của một đất nước Trung Quốc, mà nếu như không kiềm chế Trung Quốc thì Trung Quốc hiện đang đi trên đường sẽ trở thành coi như là Đức Quốc xã thứ hai. Ông so sánh cái tình hình Trung Quốc hiện tại bây giờ đối với tình hình của Đức Quốc xã vào những năm 1930, và qua đó ông kêu gọi là chính phủ của ông Tổng thống Donald Trump phải có hành động kìm hãm Trung Quốc. Trở lại chuyến viếng thăm của ông Dương Khiết Trì, kính thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 9, ông Dương Khiết Trì đã có một cái buổi gặp gỡ với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson để bàn được cả những cái tin tức cụ thể, những cái sự kiện cụ thể cho chuyến đi gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo cường quốc trên thế giới, kính thưa quý vị, đó là Tổng thống Donald Trump và ông Chủ tịch Tập Cận Bình. Và quý vị cũng cần nên biết rằng Jack Kushner là một trong những người đã đạo diễn cho chuyến viếng thăm của ông Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 4 vừa qua đến tại Florida, và tất cả những cái sự kiện đã thay đổi đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ với vấn
vấn đề Trung Quốc. Nhưng đến bây giờ thì tất cả mọi sự việc lại thêm thay đổi một lần nữa. Chúng ta chờ xem những kết quả và dự đoán tất cả những tin tức trong chuyến đi tháng 11 tới đây giữa Tổng thống Donald Trump và ông Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi ông ghé thăm Việt Nam. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.